Xin chào anh chị em. Thì hôm nay vẫn như mọi ngày mình cũng làm cái clip để nhìn nhận thị trường để anh em lựa chọn. Tuy nhiên là mỗi ngày mình hay nói ba phần, đầu tiên là thị trường chung, thứ hai là nhóm ngành và thứ ba là mới tới cổ phiếu để anh em lựa chọn. Bởi vì hôm nay mình làm cái clip hơi trễ nên là mình chỉ nói ngắn gọn về những cái cổ phiếu mà tín hiệu mình nó giới thiệu để mọi người có cái nhìn tham khảo. Thì năm sáu cái mã mà phiên ngày hôm qua mình giới thiệu với anh em trên cái clip á, thì Khang Điền là hôm nay nó chưa có tăng, mặc dù phiên sáng nó cũng có tăng, tuy nhiên là nó không giữ được. Vinamilk thì hôm nay cũng tăng khá là 2,6%. Thì anh chị em nếu mà có đánh cái con này thì không ngờ là hôm nay là một phiên mà nó tăng được như vậy. OTP thì cũng tăng được 3,8%. MBS thì cũng tăng được 2,4%, HVN chưa tăng và AA chưa tăng. Thì trong những cái mã này á, AA là cái mã mình đánh giá nó khá là ok, nếu mà anh chị em thích có thể vào tiếp vẫn bình thường nhé. Bản chất trên cái khung ngày và tín hiệu bắt đáy trên khung giờ thì nó xuất hiện cái tín hiệu để anh em tham gia cái vùng này nè. Thì mình đưa cái giới hạn cắt lỗ là đáy của cái đáy gần nhất là cái khoảng cái vùng này nè. Nếu mà anh chị em thấy giá mà nó về nó thủng cái vùng này thì bán, còn cắt giới hạn mà để chốt lãi khoảng 13,1, nó gần 13,1 hoặc nó chạm 13,1 thì anh em bán cũng được, hoặc là tới đó nếu mà thị trường chung còn tốt, mọi thứ còn ok thì giữ thêm một tí, hoặc là dời cắt lỗ lên chốt phần nữa hay sao tới gần cái đạt cái ngưỡng đó thì đánh giá lại. Tuy nhiên là nếu mà nó đi đúng dự đoán của mình thì cái con này cũng lãi được 9 chấm mấy%. Thì cái AA này mình nghĩ còn hiện tại còn ok. Thì hôm nay mình cũng đi lọc tiếp vài cái mã. Thì ở đây mình lọc qua nhiều cái bộ lọc thì nó ra được những cái mã này để mình quét, mình đưa vào cái list để lướt qua anh em xem thử. Thì cũng có khá nhiều mã xem để chọn lọc lại. Thì nhóm ngân hàng đầu tiên là ABB. ABB thì nó cho cái cây hôm nay tăng cũng 2,2% và nó đang ở ngưỡng của cái vùng đỉnh này. Thì cái con này nó cũng trong vòng 20 phiên á, thì nó đi cái biên nó cũng chỉ có 7,8% thôi, nên là tích lũy khá là dài, nên là có thể cái đà tăng nó sẽ tích lũy càng dài thì nó đi càng tốt thôi, có thể. Tuy nhiên cái con này biến động hàng ngày anh em thấy đó, giá nó rất là ít. Thì xem qua đây một hồi chốt lại. Con thứ hai là ASM nè. Thì ASM này mẫu hình nó cũng khá ok, nó vận động lên xuống và có chỉnh có tăng. Tuy nhiên là những cây nến mà cây nến tăng á, những cây nến định hướng của nó là những cây nến màu xanh tạm được. Thì mình nghĩ cái con này cũng có thể là một trong những mã ok. Thì cái vùng đỉnh này có thể là cái ngưỡng mà mọi người ngại, nhưng mà mình nghĩ nếu mà ngày mai thị trường nó chỉ cần nó lình xình nó cái mã này mình nghĩ sớm vượt qua khỏi cái vùng đỉnh này, bản chất đi ngang này cũng đủ lâu để nó những người mà chán nản thoát ra. HCM thì cái con này phiên trước nữa hay nhiều phiên, khoảng 2-3 phiên trước á, cùng ngày với thằng thằng HAX CTG á, cùng cái ngày mình cái hôm mà mình khuyến nghị 4 mã là không, trước nữa, cùng ngày với thằng HAG mình có nhắn cái thằng HCM này. Thì hôm nay HCM này nó cũng tăng tốt nè. Thì cái mã này bản chất nó vừa mới vượt cái đỉnh này nên là anh chị em thích cũng có thể tham gia nó được. Mọi cái tín hiệu nó đều bắt đầu quay lại ok hết, nên là cái con này mình nghĩ còn ok. Tuy nhiên là tới cái ngưỡng mà mình vẽ trên đây nè, thì trên cái biểu đồ tuần nó có thể là
cái ngưỡng mà kháng cự của nó. Bản chất cái vùng này nó khá là nhiều cây nến, nó chạm tới đây cái nến tuần, nên là anh chị em nếu mà tham gia thì cũng cân nhắc, hoặc là hy vọng cái sức mạnh nó vượt qua khỏi cái vùng này luôn thì ok. IDI hôm nay tăng khá là tốt. Bản chất cái mã này hôm qua mình cũng có lọc, mình đẩy lên cái group cộng đồng và cái nhóm Telegram đó, để cho anh chị em tham khảo về những cái mã mà nó đã có thời gian tích lũy và nó vận động ok nè. Thì hôm nay cái mã này tăng ngon lành, thì nó cũng vượt đỉnh, cái này nó đang vượt khỏi cái vùng đỉnh và nó có thời gian tích lũy, thì có thể một hai phiên nó giảm giảm trong thân nến này thì canh múc cũng ok, hoặc là ngày mai mà ngon thì nó chạy luôn cũng không chừng. Tuy nhiên là tín hiệu này là tín hiệu đẹp của con này, anh chị em muốn mua thì cũng cân nhắc được. Nhưng mà mình nghĩ cái những cái mã mà hai cái mã mà an toàn đầu tiên là thằng thằng bao nè, bởi vì hôm hôm nay nó chưa có tăng nhiều, cộng với cái tín hiệu hệ thống mình nó vừa báo tín hiệu mua hôm nay nè, và von những cái cây xanh này von cũng khá, cây đỏ liền trước đó nó cũng nhỏ, thì cái con bao này mình nghĩ khá là ok. Một cái tín hiệu mà nó hỗ trợ cho anh em đó là cái tự danh họ mua cái con này khá là nhiều, khoảng một tháng gần đây họ mua gần như bán số phiên bán là chưa được 1/3 số phiên mua là chiếm ưu thế, thì cái con mã này cũng cũng đáng. Bản chất người ta rất là chán đó, khi mà nó vận động quanh quanh tới cái vùng không vượt qua nó 14 thì cái mức giá này mình nghĩ tham gia được. Nó sẽ nếu mà nó vượt qua 14 thì nó sẽ đi xa, thậm chí là cái mức này chỉ là cái mức chốt lãi nếu mà anh em đánh ngắn thôi, còn xa hơn nữa nó vượt qua khỏi cái này là nó đi tới cái đỉnh trên đây luôn rồi. Nó có thể đi tới tới đây luôn chứ không phải là chỉ là dừng ở đây. Cái đây là cái mức nên là cái mã này cũng mà mình thấy nó, hôm cái mô hình nó đẹp đó. Thì nếu mà gợi ý anh em chọn hai mã trong ngày mai á, thì thằng này là một Tiên Phong Banh, thì nhóm ngân hàng nó cũng mô hình nó cũng khá đẹp nè, hôm nay cũng vô ok. Mã này là hai, và một cái mã mà mình hồi nãy mình có nhắc tới gọi là thằng A, thì đó là những cái mã mà mình ưu tiên. Nếu mà anh em thích bản chất thằng Tiên Phong Banh này, theo hệ thống mình nó cũng đã có tín hiệu mua rồi, mà von giai đoạn này anh em thấy là những cây xanh liên tục lớn nè, cái mô hình nó khá là đẹp, và cái con này nó tích lũy ở trong cái vùng này khoảng chỉ có 6% thôi, đi trong vòng 20 phiên mà nó lên xuống chỉ có 6% thôi. Nên là nhóm ngân hàng thì anh em đánh tiền lớn được an toàn. Bản chất mỗi ngày cái con này nó giao dịch tầm 180 mấy 200 tỷ, như là phiên hôm nay là giao dịch tới 340 mấy 341 tỷ. Mã này cũng ok, anh em đánh tiền lớn thì chú ý, còn không thì bao cũng là một mã đáng chú ý nếu mà muốn thử nghiệm những cái mã chưa tăng nhiều, hoặc là AA. Còn những cái mã còn lại, những tín hiệu mình lọc ra ba bốn cái bộ lọc thì nó lọt vào đây là nó là những cái thằng tốt, thì tùy anh em lựa chọn. Thì hôm nay mình chỉ giới thiệu những cổ phiếu thôi, chắc là mình kết thúc cái clip đây. Cảm ơn anh chị em.